hôm nay là chiều ngày 28 tháng 3 2023 ở bãi biển Nhật Trang. Canada về nè, thấy chưa? Thì tôi vừa đi quay cái áo Canada nè. Là anh ở Canada à? Người Việt Nam không? Dạ không. Việt Nam hả? Đẹp á. Còn mấy cái nhà chưa chắc mặt. Yeah.
Thank you.
Toàn là nhân ghiền cả tướng luôn. Lại chứ.